Các bạn đang xem trên tay phụ tùng Mitsubishi An Việt. Trên tay tôi đó là cái cánh quạt két nước của dòng xe Mitsubishi Jolly. Đây là cánh quạt két nước. Đó, cánh quạt. Đó thì có 1 2 3 4 5 6 7 7 cánh. Cánh quạt nằm ngay đầu chỗ két nước của dòng xe Mitsubishi Jolly. Thì khi đây là phần ly tâm quạt nó sẽ bắt vào trong cái cánh quạt này. Ly tâm quạt sẽ bắt vào đây. Như là ly tâm quạt. Đấy, bắt vào đây. Đấy, và nó ra ngoài, phía ngoài nó là bao, phía ngoài nó là lồng quạt két nước của dòng xe Mitsubishi Jolly. Thì cái này nó bằng nhựa. Đó. Nằm ngay ở đầu xe dưới chiếc đầu ba đờ sốc, mà sau cái lưới thông gió các bạn mở ra thì nó đây chính là cái phần cánh quạt của dòng xe Mitsubishi Jolly. Đó, cánh quạt. Đấy, nó bằng chất liệu bằng nhựa, các bạn nhìn này. Ly tâm quạt các bạn nó sẽ lắp đây, phía đằng sau. Và dòng xe Mitsubishi Jolly, dòng xe 7 chỗ được bán một thời gian, được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì cái cánh quạt này nó nằm ngay ở đầu xe và phía sau ba đờ sốc. Thì trong quá trình mà khi chúng ta anh em chúng ta chạy xe và chúng ta lưu thông xe trên đường mà do va quệt, thì cái phần bộ phận sau ba đờ sốc này là cái phần chịu lực tác động nhất va chạm, thì dẫn đến là rất dễ dẫn đến vỡ cái cánh quạt két nước này, vỡ cánh quạt két nước và vỡ cái lồng quạt cánh quạt, rồi lồng quạt, rồi motor quạt, hoặc là két nước thì rất dễ dẫn đến cái vỡ. Đâm va thì các bạn biết là đầu xe mà chúng ta đâm thì thường chúng ta đâm ở đầu ấy, mà chúng ta khi tốc độ mà xe trước giảm tốc độ độc ngột và chúng ta không làm chủ tốc độ thì chúng ta đâm luôn thì dẫn đến là nó sẽ bị vỡ với cái này, hoặc do va quệt thì dẫn đến là nó bị vỡ mất cái cánh quạt này. Thì khi mà vỡ thì bắt buộc các bạn phải thay thế, bởi cánh quạt nó là cung cấp cái lượng gió vào trong cái két nước, mà két nước thì nó chính là cái bộ phận làm mát cho cái động cơ. Nếu mà khi mà không có cánh quạt thì lúc đấy là cái két nước nó mất cái tác dụng của nó, thì dẫn đến là động cơ chúng ta hoạt động nó không hoạt động được nữa, thì bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối phụ tùng của dòng xe Jolly, hay là tất cả các dòng xe Mitsubishi đang lăn bánh tại thị trường Việt Nam, thì chúng tôi đều có nhập khẩu phân phối. Đấy, từ gầm máy, thân vỏ, lá côn, bàn FPT, gương đèn, rất là những gì mà con xe các bạn đang lăn bánh thì chúng tôi đều có nhập khẩu phân phối. Như vậy anh em mà gặp dòng xe Mitsubishi Jolly mà các bạn cần phải thay thế phụ tùng, và tất cả các dòng xe các anh em qua đây chỉ cần nhìn thấy logo ba viên kim cương ấy, logo của Mitsubishi, mà các bạn cần tìm đơn vị chuyên về phụ tùng của dòng xe Mitsubishi Jolly Mitsubishi, thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng An Việt. Các bạn truy cập vào website phụtungmitsubishi.vn hoặc phụtunganviet.com. Thì đội ngũ kinh doanh tôi sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn một cách chi tiết về tất cả các chủng loại, để làm sao chúng ta con xe vận hành tốt, lưu thông tốt, chạy tốt trên đường, mà chi phí khi các bạn phải sửa chữa và thay thế phụ tùng cũng không quá đắt đỏ. Thì đấy là mục tiêu hướng tới của phụ tùng An Việt, làm sao để chúng tôi cung cấp cho các bạn một cái phụ tùng tốt đấy, để anh em có một cái giá thành cạnh tranh khi mà chúng ta sửa chữa, anh em qua sửa chữa bảo dưỡng phụ tùng đấy. Thì đấy là mục tiêu hướng tới của phụ tùng An Việt, để làm sao cho tôi đồng hành cùng các bạn trong quá trình mà anh em gara sửa chữa đấy. Thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn.